Em xin chào các bác ạ. Hôm nay thì tiện một cái đơn hàng của một cái bác khách ở Uông Bí, Quảng Ninh. Anh lấy ở bên em hai cái bộ đầu màn chọn bài của hãng Việt KTV. Và đây là một cái đầu HD Plus các bác nhé. Bác ấy đặt của em bên em là đầu HD Plus chạy ổ cứng 4T. Một cái dòng đầu chọn bài cao cấp nhất của hãng Việt KTV. Đầu Plus ở đây ạ. Và cái thứ hai nữa là cái màn cảm ứng 22 inch viền xanh ở đây. Thì những cái này thì em đã làm những cái video, em làm video test sản phẩm rất là nhiều rồi. Thì hôm nay tiện một đơn hàng ở đây thì em giới thiệu qua cho các bác thôi. Đây thì em đang đóng gói, đây một cái màn đã đóng gói cho bác ấy rồi đây. Chẳng giấy bóng và đóng gói cho bác ấy cẩn thận ở đây. Em giới thiệu kỹ hơn ở cái đầu HD Plus nhé. Đầu HD Plus là một cái dòng đầu cao cấp nhất của hãng Việt KTV, có đầy đủ tất cả những cái chức năng đời mới nhất như là download bài hát mới qua mạng này, và hát được online trên YouTube này. Và con này thì các đường kết nối của nó có đường cổng HDMI, đường cổng quang. Đây là đằng sau của nó đây như các bác nhé. Đây ạ, có đường HDMI này. Đây em sẽ lấy led này. Đây ạ. Đường HDMI này các bác nhé. Hai đường video ra, có đường tín hiệu cổng quang này, đường VGA lên màn hình cảm ứng này. Đây là một số những cái đường cáp key, đường mạng LAN vào đây ạ. Thì cái con này nó đầy đủ tất cả những chức năng đời mới nhất và cái chất lượng hình ảnh lên lên TV thì rất là sắc nét, với đường cổng HDMI và đặc biệt là có đường cổng quang này, đưa tín hiệu tiếng hồng cổng quang thì rất là hay, rất là rõ ràng, sắc nét. Và cái con này thì hình thức thì như mới như các bác nhé, hình thức như mới luôn ạ. Đây là sản phẩm thanh lý nhưng mà còn mới đến 98-99% các bác nhé. Đây thì em quay kỹ hơn về cái sản phẩm này. Vừa về thêm một lô các bác nhé, hôm nay vừa về thêm một lô nữa. Thì đây bác khách này, bác ấy lấy luôn là hai bộ. Đấy. Các bác hình thức rất là ok luôn các bác nhé. Và đây là cái màn xanh này, màn cảm ứng viền xanh 22 inch, cảm ứng cực kỳ mượt mà luôn ạ. Đấy thì đây, và cái chân của cái sản phẩm này, đây thì cái sản phẩm này ra thì em sẽ tháo rời ra để chuyển đi cho các bác. Và đây là chân e-lock các bác nhé, chân rất là đẹp luôn ạ. Đây là hai bộ của bác ấy. Thì với những cái sản phẩm này thì bên em có rất là nhiều. Đấy, liên tục có hàng cho các bác, thì bác nào có nhu cầu về cái sản phẩm này thì liên lạc với bên em nhé. Hôm nay vừa về một lô mới đấy ạ, rất là nhiều đầu luôn các bác nhé, đầu đấy ạ. Và màn đây thì sẽ có mấy cái màn nữa, vừa về một lô thì bác nào có nhu cầu thì liên lạc với bên em nhé. Giá thành rất là hợp lý cho các bác ạ. Cảm ơn các bác đã theo dõi video, và các bác theo dõi video thì nhớ đăng ký kênh của Lương Âm Thanh để ủng hộ em nhé. Em xin chào các bác ạ.